Xin chào tất cả mọi người đến với video của mình hôm nay. Là tôi lại phải lại thông báo lại có cả tin vui tin tệ. Ok, thì bây giờ không biết tại sao như vậy không. Bây giờ mình sẽ giải thích nào nhé. Thì bây giờ trước hết là mình cứ nói tin vui trước. Ok, tin vui thì mình đã đầu tiên là trước khi mình nói thì mình sẽ phải giải thích trước nhé. Thì đầu tiên là mình đã phải hôm nay bảo hành xong thì mình đã phải mang trả lại sản phẩm cho mượn. Báo trường hợp sản phẩm cho mượn bị tình trạng nào thì chúng tôi đã phải bồi thường xong rồi mới trả lại cái sản phẩm chính, sản phẩm gửi bảo hành. Và đến hôm nay thì họ mới có thể báo giá rồi mà mình có thể thay tiền cho họ đấy. Xong là bây giờ họ đã mang về nhà thành công rồi các bạn. Đấy, đã có hàng đây rồi. Đấy, mình đang tiến hành cắm điện vào đấy. Mình cắm nạp. Và đấy thì bây giờ mình sẽ đấy là tin vui mà thì con này nó mang về mình có thể sử dụng được. Nhưng mà trước khi mình có thể tiếp tục thì bây giờ lại nói luôn tin tệ này. Tin tệ thì mình thấy như sau. Ok, thì đối với cái sản phẩm tôi mới đổi vì cái này là họ đổi mới đấy, vì thế mình đã xem như là những trường hợp sau. Thứ nhất là người ta cứ niêm phong người ta có dán cái này vào này, cái mà mình lúc mình mua thì không có cái này đâu, cái trên này người ta có, cái này mình vừa mới bóc một lần ra đấy. Bây giờ cái này này chúng ta còn dán niêm phong này rồi, cái bên dưới nhé. Bây giờ là xem đằng sau là thấy thấy cái này này. Ok, các bạn nhìn đằng sau nhé. Đây, các bạn nhìn đằng sau này, các bạn nhìn đằng đây này, các bạn để ý vào bốn cái đầu ra đây, hai cái này không tính, mình chỉ tính vào đầu bốn cái đầu ra này. Các bạn nhìn này, các bạn thấy nó khác nhau không, khác hơn không? Nó khác hoàn toàn so với cái của mình, cái mua của mình các bạn nhá. Đây này, cái mua của mình thì nó không nó nó rất là khác hoàn toàn các bạn nhá. Đây, nhìn thấy khác không? Đây, và mình đang thử tìm trên mạng đây, tìm đúng cái mã của cái này. Các bạn thì mình thấy là đây, cái nguyên bản của nó là như này, đây là cấu tạo như này luôn, và cái sản phẩm mà trước khi mà gửi bảo hành là nó như này luôn, không có khác như so với cái này. Đây này, lúc mà khi mà gửi bảo hành là nó như này luôn, và cái lúc mà mình nhận khi mà đổi mới sau như này, thành ra cấu tạo nó khác nhau như này. Nếu nhìn thấy nó khác nhau không đây, đấy mở luôn cả ảnh cho mọi người xem đấy. Đừng nhìn mọi người nhìn chú ý vào cái chỗ này này, nhìn thấy nó tương tự không? Thế mà đây này, đây là mình cái này, thế mà mình nhận thì nó lại như này đây. Bây giờ mình rồi đấy, xong là cái lúc bây giờ mình nhìn đằng và bây giờ mình để ý bên dưới nữa. Ngoài ra là có bên dưới thì có mã nhé. Đây, anh em lật, phải lật rất là cẩn thận đấy, hết sức cẩn thận, không là này mình không cẩn thận là rồi. Đây thì bây giờ bạn nhìn bên dưới nhé. Đây, bên dưới thì cũng có cái này không, nhưng mà cái này nó lại khác hơn so với cái cũ của mình. Cái cũ của mình ấy thì nó không có mã vạch đâu, không có mã vạch này, ý là không có mã QR, ý nghĩa là mã QR cơ. Đây có tem này, có tem công ty nhé. Cái sản phẩm mà trước khi mình gửi bảo hành là không có tem công ty, tiếp theo là không có cái mã vạch này, theo là cái mã vạch gì, cái này nó khác hơn là cái này, thì nó lại có cả cái mã QR nữa. Model giống như mình, cái số series thì cũng khác nhá, cái số series cũng khác hơn so với cái người này. Và mình cũng nhận cả cái phiếu trả này, mình cũng lúc mà nhận lại bảo hành thì nhưng còn những cái phiếu mà tiếp nhận bảo hành hay bàn giao hay gì đấy là đã hoàn trả lại cho người ta hết rồi này. Đây mình nhận ở cái phiếu này, đây là phiếu trả bảo hành của nó đây. Đấy, khác nhau đây, cái số series của bên đây là cái bộ trước khi mình cái bộ mà mình mua về đây. Đây chính là cái hàng mà trước khi mình sản phẩm trước khi gửi để mình mang nhận bảo hành này. Bạn nhìn cái mã series này, đây là cái sản phẩm trả bảo hành. Các bạn nhìn thấy mã thì nhìn rất là giống nhau, nhưng mà cái mã series thì khác, hoàn khác nhau chứ không có giống nhau. Và khi mình đã thử tìm kiếm
Đây là cái hình kiếm này. Cái này thì không không liên quan đến cái này, là nó là cái liên quan đến sản phẩm cho mượn của mình. Đây là Smart Share thì khác nhau này. Đây là khác hơn so với kia như vậy nhé. Đấy, xong là với lại cả cái ổ cắm của người ta thiết kế cũng rất là khác nhau luôn. Người ta thiết kế ổ cắm khác hoàn toàn so với cái này. Đây là cái sản phẩm gửi bảo hành, thì cái sản phẩm mà mình mang gửi bảo hành á, nó là nguyên gốc luôn, nguyên giống như trong ảnh luôn, thế mà cái sản phẩm trả bảo hành thì nó lại khác hơn. Với cái trường hợp như này thì có thể là, một là đây là hàng fake, hai đây là hàng lô, và mình cứ thử tìm kiếm hàng lô xem, cứ thử tiếp tục dò dò xem tìm được cái cấu tạo nào không, không thấy cái nào cả, không biết là mình cứ tìm lô rồi không biết đây có phải hàng lô không. Thế mà đây cái này mình lại xác nhận, cái này mình chỉ nghĩ đây là hàng fake thôi đó. Đấy, thì cái trường hợp trước khi mà mình có thể nhận lại là mình phải nhờ bên họ kiểm tra trước khi mà đổi mới, là phải kiểm tra đảm bảo nó phải tương ứng với cái cũ. Để mình tìm thấy toàn cấu tạo này thôi, mình đâu bắt đầu thì tưởng là mỗi mỗi con thì sẽ có cái cấu tạo khác nhau, nhưng mà hóa ra là không, thì mình mở đây nhìn thấy chỉ toàn cấu tạo nguyên vẹn này thôi. Thế vào đây đấy, các bạn nhìn này, nó người ta dán cái niêm phong đây trên nữa này, rồi đây có tem luôn nhé, nhưng mà cái mã rồi series thì khác nhau đây. Ở mình cũng thử tìm kiếm cái này, tra cái chỗ này xem có thấy không, thì không không tìm thấy trên không thể thấy được trên cái trong website để mình kiểm tra cái, có nghĩa là tra lại cái sản phẩm mình mua về thì không tìm không thấy đâu các bạn nhé. Đây mình thử bấm vào cho anh xem sản phẩm. Đây là sản phẩm mà trước khi mà mình cũng có thể khi mua về, đây chính là cái mà mình mua về. Còn đây là cái sản phẩm, còn đây là sản phẩm mình tiến hành mình sử dụng đây. Đây này. Đây bấm vào này. Đấy, ấn vào nó không không ra kết quả nhé. Đấy. Mình nhập vào nó không không thấy kết quả là mới được kiểm tra được cái tình trạng bảo hành. Bây giờ muốn kiểm tra bảo hành chỉ có tìm được cái con cũ thôi, chứ không thể tìm được cái con mới, là mình không thể là mình kiểm tra bảo hành, kiểm tra cái thời hạn bảo hành của nó được. Và cái thời hạn thì mua này là 24 tháng 1 2023, nhưng mà cái này này, ở đây là khác hơn nhé. Đây mua là 2022 tháng 2022, đây là ngày trả bảo hành nhỉ. Vì mình nhớ là mình gửi bảo hành lúc 22 tháng mấy thôi. Thì đó anh mình kiểm tra lại xem con này là bảo hành. Xin kiểm tra 24. Cái này là chính là cái ngày mà để tính từ cái ngày mới bảo hành lần một, nhưng mà đấy là lúc mà đi sửa siếc thì nó mới, người ta mới để tính từ cái ngày sửa siếc nhưng mà xong này, xong cái sản phẩm đấy giờ đấy bạn thấy không. Bây giờ mình bật lên ấy. Đấy thì mình đã giải thích cho anh đấy, mình có thể thấy là con này nó không phải là, nhìn như là không phải là hàng real ấy. Bây giờ mình cũng đã thử trao đổi lại với họ, với người ta để xem tình hình cái trường hợp này như nào đấy. Thì bây giờ và trước khi mình có thể tiếp tục giải thích tiếp theo thì mình sẽ thử mở mở cái này lên tắt đi xem nào nhé các bạn nhé. Cái cách với cả mình thấy cách thức bật con này, tắt con này khác hoàn toàn nhé. Mình sẽ cho anh xem nó khác hơn là so với con cũ của mình. Ok, mình sẽ mở này, giữ này đấy, giữ đèn không sáng các bạn nhé, bao giờ mình nhả ra thì nó mới bật đấy. Nó còn nháy nữa này, còn nháy nữa. Đây không phải do đấy, nó phải tạch cái để hết nháy luôn. Trong khi đó là cái sản phẩm trước khi mình gửi bảo hành ấy, lúc bật thì khi mình giữ thì có 1 giây cái nó sáng, nó có thể sáng đèn lên rồi nó và kêu nữa, và với lại cả lúc khi mà nó bật lên rồi, lúc nó tạch 1 lần thì cái đèn này không nhấp nháy. Sau trước khi mà nó tạch tiếng tạch lần hai đấy, giữa cái lần đấy mình không thấy đèn nhấp nháy hết nhé. Và lúc khi mình tắt đi cũng khác nhá, lúc mình tắt đi trong khi tắt đi này
Tắt đi. Đấy, vừa nghe tiếng tít một lần, nghe tiếng tít tít một lần xong, nó là cái đèn nó lại đèn nó cái độ sáng nó giảm đi này. Trong khi cái cũ của mình ấy, cái sản phẩm cũ của mình thì mà trước khi mình bảo hành ấy, khi mình tắt đi mình không nghe thấy tiếng bíp một lần, mình chỉ giữ trên khi nào giữ trên khi nào mình nghe thấy một tiếng tít nhả ra là tắt. Còn cái này ấy, phải hai tiếng tít lần một là lúc mình bắt đầu giữ là nó, tiếng tít một lần, sau đó là nó đây là con này là nó có tiếng tít một lần. Cái cũ của mình chưa không có nhé. Đấy, phải tiếng tít lần hai, nghe thì tiếng tít lần hai mình mới có thể nhả ra và tắt đi được. Thì tiếng tít một lần một nó là chỉ là để không biết là nó lại cấu tạo cái đấy làm gì, mà tiếng tít một lần mình thấy không có gì khác nhau so với cái trường hợp đấy cả. Để nháy một lần xong lần nó ánh sáng thì mình làm lại một lần nữa thì cái đèn nó lại sáng hơn. Đấy, các bạn thấy cấu tạo bật cách bật nó khác nhau không? Mình giữ thì nó lại không sáng, bao giờ nhả ra nó mới thấy được. Trong khi cái cũ của mình thông thường mình chỉ giữ một giây thì nó sáng lên thôi. Nếu mà thấy cái cấu tạo này, cấu tạo người ta ra khác nhau không, và cái trường hợp như thế này thì mình cũng đã phải bắt buộc phải liên hệ lại với trường hợp này, mình phải liên hệ lại, trao đổi lại với họ xem tình hình như thế nào với cái trường hợp này. Và thì đấy, họ nói thì mình cũng đã phải giải thích chi tiết đấy, mình phải gửi luôn cả ảnh minh họa cho họ, bao gồm cả ảnh ảnh thiết kế, ảnh fake với cả ảnh của thiết kế fake với cả cái ảnh trên mạng đấy. Thì cái trường hợp như này mình đang phải quyết định là mình xem xét đấy, họ xem xét rồi họ còn phải tiến hành thì bây giờ sáng mai họ sẽ liên hệ lại với bên hãng để bên hãng liên hệ với trực tiếp với mình luôn, mình có thể tự trao đổi với họ xem tình hình trường hợp hãng này không biết là hãng làm thế nào mà không kiểm tra kỹ xong là đưa bàn giao cái sản phẩm mà thiết kế khác nhau rồi là cái lúc cách bật cách khác rồi là đấy, nhìn như là nó không phải là hàng thật ý. Vì nếu mà hàng thật thì cái cấu tạo nó có khi là nó phải như cái kia, xong rồi mình thấy chưa thấy người ta niêm phong thêm cái này vào, xong là lúc bật ý mình thông thường nếu mà bật đi nó phải sáng lên, xong là tắt đi mình giữ chỉ giữ chỉ đợi nghe nghe tiếng tít đúng một lần. Đúng cái tính tít là khi mình giữ đúng rồi đấy, mình chờ một tí còn tí mình nhả ra. Thế mà cái này nó lại cấu tạo cái tức bật nó lại khác nhau đấy. Thì cái trường hợp như thế này mình bắt buộc phải mình xem xét mình đấy, về cứ để bận mai hãng nó liên hệ với mình để xem đấy, để xem xử lý kiểu gì nhá. Đấy thì mình cũng đã phải tự quyết định của họ là như này, thì như này đi về mình xem họ hãng xe cần phải kiểm tìm là đúng cái hàng real, nếu mà đây là đã xác nhận là đây là fake rồi thì có thể là họ sẽ phải cần phải bên hãng xe tiến hành họ ship ship mang hàng real đến nhà mình, sau đó mình sẽ trả lại cái hàng fake này cho họ với một số điều kiện là hàng này nó phải còn nguyên vẹn như lúc mình nhận ấy. Và cái này thì mình cũng không có muốn vác vận chuyển thôi ấy. Vì cái này cũng phải hạn chế vận chuyển thôi, cái này để cố định một khu vực, không như cái sản phẩm trong một sản phẩm của mình nó nhỏ gọn thì nó còn dễ mang vác, thì cái này nó không thể nó mang vác liên tục. Với cái trường hợp này thì mình chỉ có là đối với cái sản phẩm trong này thì mình sẽ cứ đầu tiên trước mới xem là hãng có đồng ý, là nếu mà đầu tiên nếu mà họ không xác nhận đây là hàng fake mà đây là hàng lô thì có khi là mình sẽ thử xem là có đổi được sang hàng gì để cho nó đồng bộ cho nó giống nhau để đảm bảo là mình đây là hàng thật. Nếu như họ xác nhận cái sản phẩm này là fake có nghĩa là nó không phải là nó là hàng giả ấy, thì cái trường hợp như này thì họ bắt buộc là mình sẽ phải nhờ họ ship đến và phải thay vì ship đến và đấy, mình cứ ship đến nhà mình cho mình trả lại cái này, thế đầu tiên mình có thể mang đến nhà mình cho mình trả lại con này cho hãng luôn đấy, như thế là mình sẽ có con
đấy mình biết biết là nó khác nhau, mình cũng phải phải dặn họ luôn để mà họ tiến hành họ đổi cái khác đấy. Ok thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip thôi, bởi vì đấy mình phải trao đầu tiên mình sẽ giải thích thì con đã nhận về rồi, tuy nhiên là gặp vấn đề đấy thì con này mình cắm điện cũng đã cắm điện test thử rồi nó vẫn dùng được sử dụng bình thường, chỉ có là nó lại kiểu cái hàng này kiểu nhìn như không phải là thật thì mình mới phải quay lại visa cho mọi người đấy, thông báo cho mọi người, đồng nghĩa là còn phải thông báo cho mọi cái trường hợp mà sản phẩm không muốn. Thì bây giờ trước hết là mình sẽ đợi đến sáng mai rồi bên hãng liên hệ lại mình xem tình hình nào nhé. Đấy sáng mai không biết mấy giờ, sáng mai sẽ liên hệ lại với mình, cũng sẽ gọi lại điện lại với họ, mình cũng liên hệ với cho họ rồi để họ báo hãng, nhờ họ liên hệ trực tiếp luôn cả Zalo để mình có thể nhắn tin trực tiếp rồi mình trao đổi với hãng xem là cái trường hợp fake viết rồi để xem là xử lý kiểu gì, và nếu nó xác nhận fake thì họ sẽ thì mình sẽ bảo họ là mang mang hàng thật cho mình và mình trả lại hàng giả cho họ đấy, nhưng mà mình chứ không có thể là mình dùng hai, nếu mà mình muốn dùng thêm thì có khi là phải pay tiền, thì thế là mình sẽ chỉ là đổi sang hàng thật thôi chứ mà cách thức đổi là sẽ đổi trực tiếp tại nhà, đầu tiên là họ giao thì đến giao hàng tại đây cho mình đã, xong mình sẽ bê mang mang cái hàng giả trả lại cho họ luôn đấy, với điều kiện là nó phải còn nguyên vẹn thì là mình có thể đấy, có nghĩa mình sẽ vẫn phải kiểu để nguyên hết, như là mình không bóc cái này gì ra hết đấy, với điều kiện mình vẫn phải giữ lại mấy cái này này, nói chung là mình không bóc cái gì ra hết nhé để mình còn có thể trả lời. Nhưng mà trước khi kết thúc video, mình nhớ là cái lúc mà mình nhận cái này ấy, mình lại bóc luôn khi mà mình test được hàng trước, mình lại không may mình lại bóc cả siêu ra, nên đã dán siêu đầu nhưng mà mình lại bóc ra rồi, không biết là cũng mong là cái trường hợp mà không bóc, trường hợp là mình vẫn có thể nhận trả lại sản phẩm rồi, nếu mà không còn như vậy thì không còn cơ hội để mà đổi nữa đâu, thì mình phải giữ nguyên như này để mà đợi để mà trả lại cho họ, để mà còn trả lại cái này cho họ rồi mà mình lấy nhận lấy hàng thật ngoạn. Ok thì sẽ kết thúc clip tại đây.